người chiến sĩ áo trắng tôi yêu. Gửi về em, người nữ chiến sĩ kiên cường. Những anh hùng nơi tuyến đầu chống dịch, một niềm tin sự biết ơn chân thành. Người chiến sĩ khoác trên mình áo trắng vần. Ngày em đi, con thơ khóc đòi mẹ. Ngày anh đi, mẹ xa đứng nhìn theo. Vì đất nước con phải lên đường, vì nhân dân mẹ phải đi thôi. Con ơi, con ơi, dịch hết mẹ sẽ quay về. Cho tôi ca, cho tôi hát về người chiến sĩ áo trắng kiên cường. Cho tôi yêu, cho tôi niềm tự hào. Tôi xin dâng cho niềm tin yêu tới Đảng, tới những người chiến sĩ áo trắng Việt Nam. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ áo trắng. Khát xưa gọi mẹ. Ngày anh đi, mẹ xa ốm đau gọi con. Biết bao hy sinh thầm lặng, biết bao gian nan bên cạnh. Người chiến sĩ áo trắng vẫn hiên ngang, vì đang vì dân quên mình. Cho tôi ca, cho tôi hát về người chiến sĩ áo trắng kiên cường. Cho tôi yêu, cho tôi niềm tự hào. Tôi xin dâng cho niềm tin yêu tới Đảng, tới những người chiến sĩ áo trắng Việt Nam. Xin hát mãi về anh, người chiến sĩ áo trắng. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành quyết định số 3604 về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh. Trẻ mầm non toàn tỉnh và học sinh các địa phương kết thúc giãn cách sẽ đến trường từ ngày 20 tháng 9 năm 2021. Cách phòng chống dịch COVID-19 khi đi làm. Sau đây là nội dung chi tiết. Quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa
về việc áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Quyết định Điều 1. Áp dụng một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, cho đến khi có thông báo mới, cụ thể như sau. 1. Đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết, hạn chế tiếp xúc với người khác, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi giao tiếp. 2. Ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện, không tập trung quá 10 người tại khu vực công cộng. Khi thực hiện các hoạt động ngoài trời, yêu cầu đeo khẩu trang và thực hiện khoảng cách tối thiểu 2 mét giữa người với người khi tiếp xúc. 3. Các hoạt động dịch vụ được phép hoạt động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và một số điều kiện hạn chế sau. 3.1. Cho phép các địa phương thí điểm mở các khu, điểm du lịch, danh thắng nếu đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19, nhưng chỉ được phép hoạt động không quá 50% công suất, chỉ đón và phục vụ khách trong tỉnh. Khách và người trực tiếp hướng dẫn khách đến tham quan phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ và thực hiện nghiêm khai báo y tế, khai báo các điểm đến, khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. 3.2. Các sân golf, sân tập golf được phép hoạt động trở lại nhưng chỉ được phép phục vụ không quá 50% công suất và đảm bảo thực hiện với các điều kiện sau. Không đón khách ngoài tỉnh, không cung cấp dịch vụ ăn uống tập trung, xông hơi, massage, tắm gội công cộng. Khách đến chơi golf và nhân viên sân golf phải có xác nhận tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ. Khách đến chơi golf phải được lập danh sách khai báo y tế. 3.3. Các hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí, đám hỏi, đám cưới, đám tang. Các khách sạn, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, đồ uống, giải khát chỉ được bán hàng mang về, mang đi. Riêng khách sạn, cơ sở lưu trú được tổ chức ăn uống tại chỗ, nhưng chỉ phục vụ khách hiện đang lưu trú và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch COVID-19. Hoạt động thể thao ngoài trời được tổ chức không quá 10 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm. Việc tổ chức đám hỏi, đám cưới chỉ tổ chức trong nội bộ gia đình và tại nhà riêng với số lượng không quá 25 người tham gia. Trong thời điểm hiện nay, đề nghị nhân dân không tổ chức sinh nhật, mừng nhà mới, gặp mặt. Đối với đám tang, tổ chức không quá 25 người tham gia, phải được Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 cấp xã, nơi tổ chức, giám sát nghiêm ngặt và yêu cầu tuân thủ nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế. Các hoạt động khác, không tập trung quá 10 người tại một khu vực trong cùng một thời điểm ở vườn hoa, công viên, quảng trường, đường phố, bãi biển và tại các khu vực ngoài trụ sở cơ quan, cơ sở kinh doanh, trường học, cơ sở y tế và các nơi công cộng khác. 3.4. Đối với các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, sự kiện phục vụ mục đích chính trị, kinh tế, xã hội thực sự cần thiết, phải tổ chức, thì cơ quan tổ chức phải thực hiện nghiêm ngặt quy định phòng chống dịch COVID-19. Số lượng người tham dự không quá 50 người trên một phòng họp. Phải lập danh sách, địa chỉ, số điện thoại, tất cả các đại biểu tham dự. Người có biểu hiện, sốt, ho, cảm cúm, tuyệt đối không được tham dự. Trong trường hợp thực sự cần thiết phải tổ chức với số lượng trên 50 người, thì đối với các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương, phải báo cáo trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định. Đối với các ban, sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, thủ trưởng cơ quan, đơn vị phải báo cáo thường trực tỉnh ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh bằng văn bản. Các hoạt động tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng chỉ được tổ chức trong cơ sở tôn giáo và có không quá 25 người tham gia, đồng thời phải thực hiện nghiêm ngặt các quy định về phòng chống dịch COVID-19. 3.5. Đối với hoạt động vận tải hành khách, xe buýt, taxi, xe hợp đồng và xe khách chỉ hoạt động trong nội tỉnh, chỉ sử dụng không quá 50% số ghế ngồi và phải có sổ ghi chép lịch trình của khách hàng, lái xe, phụ xe nếu có. Phải có xác nhận tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19 và phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ. Thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, chủ doanh nghiệp, chủ xe phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật nếu để lái xe, phụ xe, hành khách vi phạm quy định. 3.6.
đối với khách sạn và các dịch vụ lưu trú, cho phép các địa phương thí điểm tại một số cơ sở đảm bảo đáp ứng điều kiện phòng chống dịch COVID-19. Khách đến phải có xác nhận đã tiêm ít nhất một mũi vaccine phòng COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ và không đến từ các khu vực địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, theo chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Nhân viên phục vụ phải có xác nhận tiêm từ một mũi vaccine phòng COVID-19 trở lên, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ và tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K. 3.7. Dịch vụ cắt tóc gội đầu được phép mở cửa trở lại, nhưng mỗi lượt đón không quá 2 khách. Người trực tiếp phục vụ khách hàng phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Khách hàng đến các cơ sở này phải được lập danh sách để theo dõi. 4. Các loại hình kinh doanh dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới. 4.1. Các cơ sở kinh doanh karaoke, massage, internet, trò chơi điện tử, các quán bar, vũ trường, bể bơi, phòng tập gym, yoga, spa, chăm sóc sắc đẹp. 4.2. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, chiếu phim, thể thao, các hoạt động sự kiện tập trung đông người. 4.3. Hoạt động vận tải hành khách công cộng liên tỉnh không đón, trả khách khi đi qua địa bàn tỉnh. 5. Đối tượng và thời gian cách ly y tế. 5.1. Đối với người thuộc trường hợp F1. Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy và thứ 14. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung, tiếp tục cách ly tại nhà 7 ngày, theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú 7 ngày. Người cách ly tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly. 5.2. Đối với người nhập cảnh, người tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, trước khi vào tỉnh, phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp real-time PCR trong vòng 72 giờ và thực hiện những nội dung sau. Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy, thứ 14, tiếp tục theo dõi y tế trong 7 ngày, trừ trường hợp người nhập cảnh vào làm việc dưới 14 ngày và các trường hợp nhập cảnh khác theo quy định của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh. Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly. Người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1, thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy, thứ 14. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly. 5.3. Đối với người đến, về từ vùng có dịch. Đối với người ở các tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16, yêu cầu không được di chuyển ra khỏi tỉnh, thành phố, khu vực đang thực hiện giãn cách. Trường hợp không tuân thủ thực hiện, vẫn về tỉnh, thì khi về tỉnh, phải thực hiện cách ly y tế tập trung và xét nghiệm như đối với trường hợp F1, thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy, thứ 14. Kết thúc thời gian cách ly y tế tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày. Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly. 5.4. Đối với người đến về từ các khu vực có dịch khác, yêu cầu trước khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ và thực hiện như sau. Đối với người có xác nhận tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19 hoặc được công bố khỏi bệnh COVID-19 theo quy định, thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày, kể từ ngày về đến địa phương, luôn thực hiện 5K và tổ chức xét nghiệm 2 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy. Trường hợp cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2 thì xử lý theo quy định. Người chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng COVID-19, thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú 14 ngày, kể từ ngày về địa phương, thực hiện xét nghiệm 3 lần vào ngày thứ nhất, thứ bảy, thứ 14. Người cách ly phải tự trả các chi phí liên quan trong thời gian thực hiện cách ly. Kết thúc thời gian cách ly y tế tại nhà, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày. 5.5. Đối với người đến về từ các khu vực
không có dịch, yêu cầu khi vào tỉnh phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc real-time PCR trong vòng 72 giờ. 5.6. Các trường hợp đang thực hiện cách ly tập trung trước 0 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 thì tiếp tục thực hiện đủ thời gian cách ly theo quy định trước đây. 6. Đối với hoạt động của các chốt kiểm dịch phòng chống COVID-19, tiếp tục duy trì hoạt động của các chốt kiểm soát liên ngành của tỉnh và các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 ở các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị số 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với các địa phương khác, căn cứ nguy cơ dịch COVID-19 xâm nhập vào địa bàn, giao trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xem xét quyết định. Về công tác thông tin tuyên truyền, Tiểu ban Thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin thuộc Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công cuộc phòng chống dịch COVID-19 và việc triển khai thực hiện một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa nhằm đảm bảo an ninh trật tự và sinh kế, sức khỏe, tính mạng của nhân dân, góp phần thực hiện thành công mục tiêu kép trên địa bàn tỉnh. Điều 2. Điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội, cụ thể như sau. 1. Dừng thực hiện cách ly xã hội theo chỉ thị 16 CTTTG ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ địa bàn thành phố Thanh Hóa kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Chỉ thị số 15 CTTTG ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn bộ địa bàn huyện Đông Cống, huyện Nga Sơn kể từ 0 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021 trừ Bệnh viện Đa khoa Hợp lực thành phố Thanh Hóa, các vùng có nguy cơ cao từ ổ dịch Bệnh viện Đa khoa Hợp lực, một số cụm dân cư, khu phố, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn đang có người nhiễm SARS-CoV-2 hoặc có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao để thực hiện quyết định này. 2. Giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố căn cứ quyết định số 2686 ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc ban hành quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng chống dịch COVID-19, báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cung cấp, trường hợp cần thiết, xin ý kiến các cơ quan chức năng của tỉnh để quyết định các giải pháp bổ sung phù hợp với tình hình thực tế tại địa bàn, với từng khu vực cụ thể, được áp dụng một số biện pháp cao hơn nhưng không được thấp hơn quy định tại quyết định này. Báo cáo Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh những vấn đề vượt thẩm quyền, chịu trách nhiệm toàn diện về việc tổ chức thực hiện theo quyết định này. Giao Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan, tăng cường kiểm tra giám sát chặt chẽ công tác phòng chống dịch COVID-19. Trường hợp tổ chức cá nhân vi phạm thì tạm dừng hoạt động và xử lý theo quy định. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ 0 giờ ngày 15 tháng 9 năm 2021. Các nội dung không đề cập tại quyết định này thì tiếp tục thực hiện các văn bản trước đây của Trung ương, tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cho đến khi có thông báo mới. Chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, trưởng các ngành, đơn vị cấp tỉnh, thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Chủ tịch đã ký Đỗ Minh Tuấn. Thưa quý vị và các bạn, Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi Phòng Giáo dục và Đào tạo, các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị trực thuộc về việc thông báo cho trẻ mầm non, học sinh ở các địa phương kết thúc giãn cách xã hội, đi học sau thời gian dừng học để phòng chống dịch bệnh COVID-19. Theo đó, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh thông báo cho trẻ mầm non trên địa bàn toàn tỉnh và học sinh các trường phổ thông từ tiểu học đến trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên tại các địa phương kết thúc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 15 và chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, đi học từ thứ Hai ngày 20 tháng 9 năm 2021. Đối với bậc tiểu học, chỉ tổ chức học một buổi trên ngày, không tổ chức bán trú, yêu cầu các nhà trường chưa được tổ chức dạy thêm, học thêm.
phối hợp với trung tâm y tế địa phương tiến hành tiêu độc khử trùng, tổng vệ sinh khuôn viên trường học theo quy định phòng chống dịch, hoàn thành trước ngày 18 tháng 9 năm 2021. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của các cấp, các ngành về công tác phòng chống dịch COVID-19, chú trọng công tác tuyên truyền, tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy đo thân nhiệt, nước sát khuẩn, xà phòng, duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng trường lớp theo quy định. Yêu cầu cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, học viên thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế. Phối hợp với phụ huynh học sinh để nắm bắt việc đi lại giao tiếp của học sinh, tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng học sinh đã tiếp xúc với người đang thuộc diện cách ly hoặc có biểu hiện sốt, ho, khó thở mà vẫn đến trường. Kịp thời báo cáo với chính quyền địa phương và phối hợp với ngành y tế để xử lý. Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch thông báo trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, F1 chuyển thành F0 tại phường Nguyên Bình trong khu cách ly tập trung số 5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã Nghi Sơn thông báo trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, F1 chuyển thành F0 tại phường Nguyên Bình trong khu cách ly số 5, khách sạn Thanh Còi và các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn như sau. 1. Thông tin trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, F1 chuyển thành F0 tại phường Nguyên Bình trong khu cách ly tập trung số 5. Bệnh nhân Lê Danh Việt, sinh ngày 29 tháng 4 năm 1994. Địa chỉ: Tổ dân phố Nổ Giáp 2, phường Nguyên Bình. Kết quả xét nghiệm PCR dương tính với SARS-CoV-2 ngày 13 tháng 9 năm 2021 do Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Thanh Hóa thực hiện. 2. Kết quả điều tra dịch tễ. Bệnh nhân Việt làm ở kho thành phẩm công ty giấy Anora, có tiếp xúc gần với F0 Đỗ Thị Hà cùng kho ngày 28 tháng 8 năm 2021, cách ly ngày 1 tháng 9 năm 2021 trong khu cách ly tập trung số 5, khách sạn Thanh Còi. Các biện pháp đã triển khai. Sau khi nhận được thông tin các trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính, Trung tâm Y tế thị xã Nghi Sơn báo cáo Ban chỉ đạo thị xã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghi Sơn, các ngành, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp khẩn cấp, quyết liệt, cụ thể sau: đưa bệnh nhân đi cách ly điều trị tại Bệnh viện Phổi Thanh Hóa, đã điều tra truy vết được 15 F1 đưa đi cách ly tập trung, đang truy vết lập danh sách F2 thực hiện cách ly tại nhà theo quy định, tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng phòng bệnh của bệnh nhân, khu cách ly và các khu vực liên quan, báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế thông báo cho các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng, Ủy ban Nhân dân các xã phường trên địa bàn biết và thực hiện rà soát, truy vết các đối tượng liên quan. 4. Các biện pháp phòng chống dịch tiếp theo. Yêu cầu tất cả các xã phường, cơ quan, đơn vị, tổ chức tiếp tục thần tốc truy vết các trường hợp liên quan đến bệnh nhân Lê Danh Việt. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các đơn vị, các lực lượng trên địa bàn tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Trọng tâm là thực hiện thông điệp 5K, khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế của Bộ Y tế, thực hiện nghiêm ngặt các quy định về cách ly tại nhà, nơi lưu trú, trong các khu cách ly tập trung và cách ly điều trị y tế, tránh lây nhiễm dịch bệnh trong các cơ sở y tế, các khu cách ly phòng chống dịch trên địa bàn. Tăng cường hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ giám sát phòng chống dịch, từ thị xã đến các xã phường, thôn, bản, tổ dân phố, cụm dân cư, phát huy vai trò của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể các cấp và nâng cao nhận thức của nhân dân trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình dịch bệnh trên địa bàn đang diễn biến hết sức phức tạp. Tiếp tục tăng cường truyền thông cho toàn bộ hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thị xã biết để tự giác khai báo y tế tại trạm y tế các xã phường, phát giác báo cáo Ban chỉ đạo phòng chống dịch, tổ giám sát COVID-19 để áp dụng biện pháp phòng chống dịch theo quy định. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Mai Sĩ Lân. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, các cấp hội phụ nữ thị xã Nghi Sơn tích cực thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5-0 ba sạch bằng nhiều mô hình thiết thực. Nhờ đó, từng cán bộ hội viên đã có chuyển biến về nhận thức và hành động, hình thành nếp sống văn minh, góp phần xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch. Theo đó, các cấp hội đã lồng ghép kết hợp
việc thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 503 sạch bằng nhiều mô hình để góp phần phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả ngay từ cơ sở, phối hợp với các ngành cơ quan chức năng tuyên truyền nâng cao ý thức, tuân thủ các khuyến cáo của ngành y tế, thực hiện tổng vệ sinh nơi sinh hoạt và làm việc, tăng cường sức đề kháng cho bản thân và người thân, phát huy vai trò trách nhiệm của tổ chức hội tại các địa phương và tinh thần tương thân tương ái, chủ động huy động nguồn lực hỗ trợ các vật dụng cần thiết như khẩu trang y tế, nước sát khuẩn, xà phòng diệt khuẩn. Phát động 100% gia đình hội viên thực hiện xây dựng gia đình 503 sạch, tổ chức các buổi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm sử dụng nguồn nước sạch, xây dựng thói quen, sắp xếp nhà cửa gọn gàng, sạch đẹp, tổ chức vệ sinh đường phố, bảo vệ môi trường sống của gia đình và cộng đồng. Các cấp hội cũng xây dựng các mô hình như tuyến đường do phụ nữ tự quản sáng xanh sạch, nhà sạch, vườn xanh. Trong đó, ngày Chủ nhật xanh đã trở thành hoạt động thường xuyên của hội viên phụ nữ thị xã. Vào các ngày Chủ nhật, hội viên phụ nữ tích cực tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm. Cùng với việc thực hiện tốt phong trào ba sạch, các cấp hội phụ nữ phát động các cơ sở hội, tăng cường tuyên truyền, ra quân dọn vệ sinh khu dân cư để phòng chống dịch COVID-19. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã Nghi Sơn đã triển khai đến các cấp hội cơ sở các kiến thức, kỹ năng phòng chống dịch bệnh. Tuyên truyền vận động các hội viên thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa duy trì lao động sản xuất, nhiều lực lượng lao động tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp và một số cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu trên địa bàn thực hiện nghiêm việc đến cơ quan, công sở, nhà máy, xí nghiệp để làm việc. Để đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 khi đi làm. 1. Trước khi đến nơi làm việc, thực hiện nghiêm 5K, tự theo dõi sức khỏe hàng ngày, không đi làm nếu gặp một trong các triệu chứng, mệt mỏi, ho, sốt, khó thở. Chuẩn bị các đồ dùng cá nhân thiết yếu như cốc, khăn, giấy riêng. Đang cách ly y tế thì không đi làm. 2. Tại nơi làm việc, thực hiện nghiêm 5K, giảm tiếp xúc trực tiếp, thường xuyên vệ sinh mặt bàn, dụng cụ làm việc bằng nước sát khuẩn, hạn chế tiếp xúc với đồng nghiệp và báo người quản lý, cán bộ y tế nếu thấy bản thân, đồng nghiệp có các triệu chứng mệt mỏi, ho, sốt, khó thở hoặc các trường hợp nghi là F0, F1, F2. Không kỳ thị, phân biệt đối xử với người hoàn thành cách ly, người đi công tác ở vùng dịch, người đã chữa khỏi COVID-19. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.